Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Vâng, mình là Hưng đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn đi cái bóng tối độ khó truyền thuyết nha các bạn. Ok chưa? Thì lựa cái con nào đẹp đẹp các bạn nha. Để mình lựa đi thằng lặn cho nó máu các bạn ơi. Ok, mình sẽ đến chỗ đó nha. Các bạn không thể nào mà mình đi với lại những người bạn trên thế giới mà các bạn có thể đạt được cái đó đâu, mình nói thiệt. Cái đó nó khó lắm, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách. Bạn đang ở trên bản đồ này, họ đi tìm nó hả? Ok, đi tìm con bóng tối các bạn ơi. Tìm của nó cũng hơi khùng mà. Để mình check thử coi là nó người ta đã mở cái bóng tối nó ra chưa nha các bạn. 15 giờ đến 23, mỗi giờ một lần. Không, ý là mình đang hỏi là nó có ra hay chưa á. Bóng tối rồi, để mình lập BT các bạn ơi. Lập BT cái lập tổ đội. Ok, tất cả chỉnh sửa lại. Hoạt động nhóm bóng tối xâm lược xác nhận. Ok, tỏ đội. Bóng tối xâm lược. Cấp hình như này cấp 58 đúng không ta? Ok, mình sẽ gọi lính thuê ngay nha. Bây giờ đi tìm mấy con đó các bạn ơi. Mình sẽ đi tìm mấy con đó. Các bạn cảm thấy như là các bạn đi tìm bóng tối mà đây là kẻ cướp nha, này là anh hùng. Anh hùng mình không chơi các bạn ơi. Anh hùng mình không có chơi màu hồng với màu tím, mình không có chơi. Mình đã bảo là mình chơi cái con tinh anh, mình chơi cái mình đã bảo là mình muốn muốn chơi cái truyền thuyết các bạn, nên mình sẽ gán mình đi tìm nó. Thì những cái con này các bạn có thể tìm vòng vòng map, nó chỉ spawn vòng map. Đây là cái map, nó map này khá là to, map này khá là bự. Các bạn tìm những con bóng tối thì cũng hơi đây 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 ok, chỗ này có một con nha, chờ nó lại luôn các bạn ơi. Ok, các bạn chơi khiêu chiến với nó nha. Đã bị khách khiêu chiến. Động ngựa nó cây gì? Ủa vậy là không còn nữa em. Vậy là các bạn phải canh nha các bạn ơi. Các bạn phải canh. Ok chưa? Các bạn phải canh đúng đúng 15 giờ là 3 giờ chiều đó. Đúng 3 giờ chiều các bạn vô đây, đứng ngay chỗ đó luôn. Nhớ nha, vị trí này là tọa độ nằm ngay chỗ này nè. Ngay chỗ điểm á, ngay chỗ điểm á. Đỡ mình chạy tới đây để các bạn nhìn nó rõ nha. Cây thế nhờ. Ok, nó nằm ngay chỗ này. Chỗ này gọi là phía trên chỗ điểm một xíu xíu. Ok. Các bạn nhớ kỹ nha. 15 giờ 3 giờ chiều đứng canh ngay chỗ đó cho mình. Là nó chỉ cần spawn ra thôi là các bạn bật vô liền. Hơi cay. Tự nhiên có con boss mà nó không cay đây, nhưng mà nó vẫn có thể làm mới nha các bạn, nó vẫn có thể làm mới nha. Ấy mình nói làm mới là làm sao, nó nghĩa là mỗi một tiếng nó sẽ làm mới một lần. Mình không biết là chừng nào nó mới hoàn thành xong ta, đứng đi chờ nó không ta. Cây thế giờ. Giờ làm sao ta? Thôi chạy qua bên này thử các bạn đi. Giờ này trễ rồi. Giờ này nó cũng trễ rồi các bạn. Giờ này nó cũng phi rồi.
Mình nhớ là mấy cái bóng tối nó chỉ spawn ngẫu nhiên mà ta. Nó chỉ spawn ngẫu nhiên các bạn. Chắc người ta đi tìm hết rồi đó. Do mình ấy trễ á. Chắc mấy cái con anh hùng này chắc là nó không có thời gian đâu. Nè. Anh hùng này chắc nó không có thời gian đâu các bạn ơi. Nhưng mà mình không thích quýnh với con này. Mình không quýnh con này nhưng mà nhưng mà mình cũng hết cách rồi. Mà bây giờ mình phải canh sớm bây giờ mình phải vô đây các bạn ơi. Nhưng mà không sao các bạn ơi, đánh con gì nó cũng là bóng tối nè. Anh hùng mà siêu thi thì nó cũng vậy thôi. Khiêu chiến đi. Ok. Này. Các bạn có thể gọi là những con anh hùng á, hay những con tinh, những con anh hùng mà những con xanh lá xanh dương á, nó chứ không có thời gian hồi. Còn mấy con mà vàng vàng á, mấy con siêu thi á là nó sẽ có thời gian hồi. Các bạn cần canh sao mỗi một tiếng, nghĩa là từ 20 giờ cho tới bây giờ là 21 giờ nè. Tại sao phải nói vậy? Là có nghĩa là trong vòng một tiếng đồng hồ sau nó sẽ xuất hiện. Ok các bạn hiểu không? Nó sẽ reset lại, nó sẽ reset lại. Và số lượng làm mới là 4 4 cái, nghĩa là 4 lần á. Và mỗi giây một lần từ 15, nghĩa là 15 giờ cho đến 4 giờ là nó sẽ còn 4 cái. Nó sẽ làm mới 6 lần. Ok, nó sẽ làm mới 6 lần. Nó sẽ làm mới 6 lần cho các bạn. Anh hùng này nè, là nghĩa là nó sẽ búng được 6 lần, 6 tiếng nha, 6 tiếng đồng hồ. Là mỗi 1 tiếng nó sẽ làm mới lên 1 lần nha các bạn. Từ 15 giờ đến 23 giờ nếu các bạn không đến sớm á, các bạn quýnh trễ á thì dẫn đến một trường hợp. Nó dẫn đến một trường hợp đó là các bạn không thể nào đánh được nữa. Ok, vì nó hết 4 lần rồi. Bạn cần phải nhanh. Còn nếu bạn chậm, bạn đánh mấy con anh hùng này cũng được, không sao. Anh hùng mình đang rất nhiều cho bản đồ, các bạn cứ bình thường đi. Mình khá là cay các bạn, tìm thấy con sử thi không bấm thì được, cay thế giờ. Đánh sử thi nó sẽ gây 3 bóng con lận, không bấm 1 con đâu các bạn này. Đồ của sử thi nó chỉ ngon hơn, nhưng mà phải canh giờ các bạn này. Nó anh em nào không có thời gian á, anh em có thể đánh như thế này cũng được. Anh em có thể quýnh như thế này cũng được, không sao kệ, không sao kệ, cuộc sống này các bạn. Lát nữa mình sẽ tìm mấy con sử thi khác luôn để các bạn biết vị trí luôn nha. Mình sẽ tìm vị trí của nó. Con đầu tiên này nó nằm ngay cái chỗ góc bên tay trái phía dưới, ngay chỗ cái mỏm đá đó, là con đầu tiên. Ok, vậy là hai con còn lại nó sẽ nằm rải rác ở một khu nào đó. Nhưng mà mình thấy là số lượng dấu hiệu của nó là tận 3 cái lận các bạn. Số lượng dấu hiệu nó tận 3 cái lận. Tận 3 cái lận có nghĩa là sao? Có nghĩa là số lượng dấu hiệu của nó nghĩa là 3 con lận. Nó sẽ gồm có 3 con. Nó sẽ gồm 3 con. Đây, số lượng dấu hiệu nè. Số lượng dấu hiệu. Đây. Đổi số lượng dấu hiệu của nó là gì ta? Không. Số lượng dấu hiệu này mình nghĩ là số lượng nó spawn cho bản đồ hay sao các bạn ơi. Nó chỉ có 3 con. Các bạn chỉ cần để tìm được 3 con đó thôi. Tìm các bạn biết, các bạn nhớ vị trí của nó là được. Hoặc các bạn có thể đi tìm trước. Đây 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 đây. Đây. Ok. Ok. Ok, chân ơi là Hưng, tại sao vậy? Hồi nãy mà mình chịu khó mình đi chút xíu nữa là mình tìm được con vàng rồi các bạn. Trời ơi ngu, ôi dồi ôi, Hưng ơi, sao con ngu dữ với con. Ok, đây là những con thằng làng bóng tối các bạn ơi. Trời ơi là trời. Đánh của anh hùng mà. Mình nghĩ là mấy con sử thi rồi, từ 15 giờ, từ 3 giờ chiều tới bây giờ này chắc còn gì đâu các bạn. Mình nghĩ nó không còn, đâu có ngờ nó như thế này đâu. Ây da.
Các bạn nhớ nha, lập tổ đội. Các bạn phải ấn vào tổ đội nha. Các bạn ấn vào mục tiêu. Đây mục tiêu của nó nè. Đây là tổ đội của bạn nha. Bạn phải đặt đặt các bạn phải đặt mục tiêu trước. Sau đó các bạn mới triệu hồi những con lính đánh thuê nha. Các bạn mà đặt mục tiêu sau, các bạn triệu hồi trước thì nó sẽ mất lính đánh thuê, mình phải triệu hồi lại. Ok. Hoặc nếu trường hợp này các bạn dắt nó đi như thế này nè. Các bạn đánh á, các bạn không thể nào nó không đánh được. Các bạn dắt nó đi vòng vòng nhưng mà không đúng nhiệm vụ, không đúng nhiệm vụ chứ không đánh nha. Các bạn nhớ nha. Trời ơi, con này lỡ các bạn ơi, ăn không được phé cho thôi. Mình sẽ đi tìm tất cả những con siêu thêm đánh luôn. Phé sạch luôn các bạn ơi. Mình sẽ tìm tất cả những con sử thi mình đập hết. Tôi kia nó khó ăn luôn. Mình ăn được phép cho nó thôi luôn bạn. Hình như mình chơi hơi chó nhưng mà đậu xanh đó. Mình đùa đấy các bạn ơi. Mình đùa đấy. Mình sẽ đi tìm mấy cái con. Mình sẽ đi tìm thêm mấy con sử thi khác đó. Mình chỉ các bạn luôn. Con này nằm ngay tọa độ này luôn để mở cho bạn coi nha. Thì con hồi nãy nằm góc tay trái phía dưới. Tôi chết rồi. Ok. Hồi nãy là mình chết ở phía bên kia. Mình chết ở bên nãy là mình thấy một con mình điểm đổ bộ, con này là đã tính lặng. Rồi nó chỉ có hai chỗ nha, các bạn nhớ nha, hai chỗ nha. Ok. Ai không được thì thôi tôi đi, làm gì căng. Bây giờ mình sẽ chạy lại phía bên, chắc chắn là con anh sẽ ở mình đảo băng. Nó sẽ ở mình đảo băng nha các bạn. Mình nói thiệt, chỉ có ba cái hòn đảo thôi, ở đây chỉ có ba cái hòn đảo thôi, mình chắc chắn là tụi nó chứ không bao giờ tụi nó ở trong đất liền rồi. Nếu như dễ quá thì người ta ăn hết rồi, đâu có lượt mình các bạn. Mình phải đi tìm. Hoặc là nó chỉ cho bon 6 con. Mỗi một con nó sẽ kê 3 chỗ. Là tổng cộng 3 con là sẽ 9 chỗ. Nó sẽ đứng ở 9 chỗ. Nó sẽ hợp lý. Bên đây có ai không? Để mình chạy bên đây thôi các bạn. Mình vô đất liền mình tìm. Giờ này mà ăn quýnh cái đó nữa. Ok. Thì nó sẽ bon nó có rất là nhiều chỗ các bạn cần phải đi tìm. Đây trên kia có cái con kẻ cướp gì kìa, con màu tím kìa, các bạn thấy không, nó mới hiện lên con tím tím á đó. Đó các mình coi trong đây nó có con gì không, chạy vào liền đi em ơi, xin đi làm này gì, xin lỗi các bạn nha, con nhân vật mình nó hơi chậm á, nó hơi lùng nên nó đi hơi chậm. Ở đây thì chắc nó không có rồi, ngỡ ngàng bạn thấy không, ngỡ ngàng bóng tối nào mà nó xuất hiện dễ cho gì cho mình ăn các bạn. Dễ quá thì cái tre ăn hết rồi có lượt mình đâu. Ok, ở đây nó không có rồi đó, nó chỉ có những cái con bình thường thôi. Các bạn muốn đây chạy hẳn đây luôn, các bạn muốn tìm cái con đó mình nói thiệt, cái con nó chắc chắn nó sẽ ở bên cái đảo đó luôn. Bây giờ nó chỉ có ba cái hòn đảo là ở xe bờ rồi, nó không làm đó, đó giống như kiểu không làm mà đòi có ăn vậy đó các bạn. Mình phải đi tìm. Ở đây bên con mình có cái mình cũng đi, mình cũng sang bóng tối mà sao mình không có cái hiệu thợ săn bóng tối ta. Chiến đấu là thợ săn bóng tối đâu rồi? Đây. Ok. Đây là thợ săn bóng tối nha các bạn. Đây, mình đã có được cái danh hiệu thợ săn bóng tối rồi. Danh hiệu này chỉ có mấy ngày thôi. Danh hiệu này như nó mấy ngày ta? Nếu mình coi danh hiệu nó bao nhiêu ngày các bạn. Danh hiệu nó là 18 giờ, có 18 tiếng à. Ok, quay tới đảo nó chưa ta? Ok, tới nơi nè. Thì mình nghĩ con thứ ba nó sẽ nằm vòng đây các bạn ơi. Cứ đi tìm đi, nó sẽ ra thôi. Nó chỉ có, nó sẽ bon nó ba hòn đảo đi các bạn nhớ nha. Mình nghĩ nó sẽ ở đây, nó gì đậu xe luôn nè, mẹ nó trốn mất. Ở đây không có là nhục luôn á, không có là nó sẽ nằm ở khu phía bên di tích cổ các bạn. Sao tụi này nó giàu có với tên nó đi gầm không, nó cưỡi gầm không mà mình cưỡi con dê chạy đù. Ở đây không có à. Ui kìa, nguyên tố suối băng. Để mình check coi các bạn ơi, do bữa hôm qua mình có sử dụng cái này nè, để mình cho các bạn coi là qua mình có sử dụng cái này nè. Mình có sử dụng cái này nè. Đây. Đây, chị hồi một trận gió băng cuộn xung quanh. Qua mình lỡ mình xóa mất cái kỹ năng á. Để mình coi thử coi lại cái nếu mà mình bật ở đây, nếu mình đi sang giấy ngoại ngay chỗ này, đúng không? Mình đây là khu vực đảo băng giá, mình sẽ đi tìm cái con băng này nó sẽ gây ra cái gì. Nó gây kim cương ạ.
đảo băng mốt nè. Vậy đây cái trang bị này nè, cái trang bị này nè, sứ giả phẫn nộ này nó sẽ không có ở đây. Nó sẽ không có ở đây, nó sẽ có ở đâu? Nó sẽ có ngay trong này nè. Các bạn muốn lấy kỹ năng giống mình đó, khi bật lên nó sẽ tăng cho mình 20% chí mạng. Ok, nó sẽ nằm ở ngay trong này nè, để mình chỉ các bạn luôn. Nó nằm ở bên phía bên tinh anh ấy á, tinh anh nguy hiểm á. Đây, ngay trong này các bạn ơi, nó sẽ có vũ khí này là một nha. Đây là một. Ok, hồi lại các bạn thấy đồ tím của nó, nó sẽ ở bên cái map. Nó có một cái map, các bạn sẽ tìm thấy cái đồ tím. Cái đồ tím nó sẽ có cái, cũng có cái kỹ năng đó nữa. Kỹ năng nó có khá là mạnh, bật lên nó sẽ boost cho bạn một lượng gọi là cộng thêm 20% chí mạng. Ok, như bây giờ là mình đang có 17, bật lên nó sẽ cộng được tầm 37. Đúng rồi, 37 đúng rồi. Ở đây không có cái tinh anh đó các bạn ơi. Giờ mình đi chưa có hết, chắc đi chưa hết chứ làm sao mà không có được các bạn. Cay thế nhờ. Nãy mình đi ngược đầu các bạn ơi, vậy là đây nó không có rồi, nó nằm ở khúc bên này rồi. Mình lỡ làm clip rồi, mình chỉ các bạn con thứ ba luôn nha các bạn. Tìm được hai con này, con thứ ba phải tìm ra luôn để mất công các bạn. Nếu mà các bạn hai ông kia lỡ mà nó bị két á, các bạn hãy tìm con thứ ba nha. Nó mất công mấy bạn nói là mình chỉ cho nó tới nơi tới chốn các bạn. Dù thời gian clip mình nó hơi lâu, các bạn cũng thông cảm nha, mình cũng cố gắng mình tìm các bạn. Mình cũng không có muốn gọi là phải che giấu chi mấy cái con này hết á. Mấy cái con này nó chỉ là mấy con bình thường thôi, nó không cho mình gì nhiều hết á. Nó chỉ cho mình phù văn thôi mà, đúng không? Phù văn. Ok, mình có thêm mấy cái tấn công mới nữa. Mình bó tay với cái phù văn này các bạn ơi, mình cảm sao nó cũng không cộng điểm nữa, nó không có. Thôi kệ đi các bạn, kệ đi, chịu rồi. Mình không có cộng được mấy cái đó các bạn ơi, cái đó nó khó hiểu á. Nó thật sự khó hiểu. Ở đây có một con tím nè, con vàng nằm đâu vậy trời? Các bạn có thể cho người có thể cho tìm cái con vàng được không? Thì các bạn nó chạy vòng vòng cái map mà nó sẽ xuất hiện. Đây là con màu xanh nha các bạn. Các bạn có chạy vòng map nó xuất hiện con vàng thôi. Đây là con xanh nữa nè. Con này không phải, con này là con bình thường. Đây là con tím. Ủa, mình quay lại chỗ cũ cái gì á. Mình bị lạc đường rồi các bạn ơi. Ok, xuống đây. Mình sẽ tìm cái con thứ ba các bạn ơi. Đây. Thì đúng như lời mình nói, một con nó chỉ có ba, một con này nó sẽ xuất hiện ra ba cái phân thân nha. Nó sẽ ở ba chỗ khác nhau. Các bạn chỉ cần vô các bạn khiêu chiến nữa thôi. Thôi tao quýnh nữa, tao quýnh nữa, thoát. Ok. Thì mình xin dừng clip tay với các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều về để đón xem clip của mình ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn nha. Đó là ba chỗ các bạn ơi. Quên chỗ thứ ba mình chưa chỉ với các bạn, nó nằm đâu mất công các bạn tìm. Nó sẽ nằm ngay trong này nha. Nó nằm gần cái ngôi sao màu cam á, nó gần, nó trên chiếu vịnh, nó trên chiếu vịnh nha các bạn ơi. Ok. Cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người sẽ săn được thật nhiều món đồ từ cái chế độ gọi là bóng tối được này. Nó sẽ gây có khá là nhiều đồ đấy. Đây. Các bạn đánh anh hùng nó sẽ có tỷ lệ gây cái cục này, cái cục này thì nó sẽ tăng cho các bạn cái trong cái phù văn nha. Phù văn này nè, để mình cho các bạn có phù văn luôn, phù văn cái nằm đây. Đây nó tăng cái này nè các bạn chỉ cần tăng cấp. Đây, trường đá cô rạ đây. Ok. Chúc các bạn thật là may mắn khi mà thể nhận được cái món đồ nha. Mình thì mình không có may mắn rồi. Bye mọi người nha. Ok. Thì mình cũng đã tìm được một con nữa rồi các bạn ơi. Con này nó mọc, nó ở ngay trong này nha các bạn. Bạn nhớ nha. Mình sẽ vẽ cho các bạn vị trí của bốn con luôn nha. Nha, bốn con. Ui. Ok, mình đã nhớ vị trí của bốn con rồi. Mình sẽ vẽ lại cho các bạn coi luôn nha.